Chuyển qua cái chuyến đi về rất hết sức là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta trông chờ chuyến đi của Bazo. Xin chào thư ký Sĩ Thanh, mình là Trần Lâm, 30 tuổi, hiện đang làm việc về kiến trúc ở Lâm Đồng. Mình là một người có niềm đam mê lớn với súng đạn. Tất nhiên là không phải là để xài rồi. Chẳng qua là mỗi lần coi phim, mình cứ tò mò về các loại súng và cách sử dụng chúng. Càng tìm hiểu lịch sử về chúng thì càng thích. Mình nghe nói ở Vũng Tàu có một bảo tàng chuyên về các loại vũ khí. Mình muốn nhờ các thám tử tìm hiểu giúp để khi nào có dịp đi mình sẽ xem sao. Xin cảm ơn. Xin mời Bazo. Nói về súng đạn là phải nói tới Bazo. Nổ dữ lắm. Nói chung là nổ dữ lắm. Hiện tại ở Vũng Tàu đang có một cái bảo tàng và do tư nhân thành lập, và đặc biệt đó là một người Anh quốc. Chính vì vậy và ngày hôm đó Bazo và May cũng đã tranh thủ trong chuyến đi Vũng Tàu của mình để ghé ngang qua đó để có thể giải đáp luôn lá thư của khán giả. Mời mọi người coi clip. Ở Vũng Tàu có một nơi cũng rất là thú vị mà ngay cả thậm chí mà ngay cả người dân Vũng Tàu cũng ít ai biết đó, đó chính là một bảo tàng. Bảo tàng về vũ khí. Cái này nghe lạ nè nha. Thì theo May nghĩ trong một cái bảo tàng vũ khí như vậy sẽ gồm những vũ khí nè. Chắc chắn phải có súng. Chắc chắn vũ là có khí súng. Là phải có súng. Có kiếm. Kiếm. Rồi bây giờ để tìm hiểu cái sự thú vị nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tới đó. Ok. Nhưng mà hứa là phải thú vị nha, thú vị. Chắc chắn là thú vị mà. Well, when you have a passion to collect on this... Well, since I've been a young boy, and since 18 years of old age, I've been collecting. Even till today, I'm still collecting. I was 18 years of age, that's when I got my first salary. Yeah. I had £5. £5. Yeah, for 1 month's work. And I went to the shops there in and look around the many old shops where they sell trinkets and guns and swords in those days. And I bought my first sword there. And from there on, I traveled the world, and wherever I went, I purchased an item, a weapon or something, and put it in a store in a warehouse. And I've been doing that for 52 years. When in 2006, Barrier Vung Tau, I've got my collection in England. Can I bring to Vietnam? Difficult to bring. Oh, definitely. Well, the reason it was difficult. Yeah. I started in 2006. And I eventually got permission in 2012 of many, many meetings with in the north and the south. That's what made me stay here. I retired, yeah. And I had to do something when I retired, so yeah. I built a museum to show the people of Vietnam something they've never seen before. Yeah, yeah. They're different, you know. So. But thank you very much for showing something very special. Yes. Yeah, you know, I'm amazed by the people of Vietnam, how they've taken to the museum. Even the small children and parents, they love the museum. Yeah. Because they're learning something. History, basically. Bên này là súng mà Việt Nam tự chế ra luôn đấy ạ. Người Việt Nam chính gốc làm ra. Súng này gọi là súng thần công cầm tay của Việt Nam. Do ông Hồ Nguyên Trừng, con trai của Hồ Quý Ly chế tác vào thế kỷ 14-15. Và sau này Trung Quốc mới bắt thời nhà Minh ấy, bắt ông Hồ Nguyên Trừng sang chế tác súng tiếp cho họ. Người Việt Nam mình đầu tiên là chế ra cái súng này. Nhưng mà loại súng nhỏ nhỏ như thế này dùng gọi là sạc cầm tay, dùng để báo hiệu thôi chứ không gây sát thương cho kẻ thù. Nó không bắn ra viên đạn. Họ nhồi thuốc súng từ đầu nòng này vào cuối nòng thì sẽ có một cái lỗ. Họ cho cái dây cháy chậm nhẹ, nó cháy từ từ vào trong, đốt thuốc súng và nổ ra để báo hiệu chứ không có viên đạn. Báo hiệu là tôi ở đây nè, đó là bắn chỉ thiên thôi đúng không? Có thể thứ nhất là hù dọa kẻ thù. Giống như là mình bắn ra cái tiếng súng và bắn ra đạn ấy, hù dọa họ. Thứ hai là báo hiệu cho quân của mình biết. Và tất cả những cái hiện vật này đều là nguyên bản của nó từ ngày xưa cho tới bây giờ. Và được làm bằng đồng, nhưng mà trải qua nhiều thế kỷ này nó bị oxy hóa thành màu xanh như thế này. Lâu quá đồng sẽ chuyển hóa thành màu xanh. Ồ, vậy là mấy khẩu này là từ 5400 là cũng 600 năm hơn rồi. Đúng rồi. Wow. Còn một số hiện vật mà ở Việt Nam mình chắc chắn không có, chỉ có duy nhất ở bảo tàng này có là những cái bộ áo giáp to như thế này. Cái này trong mấy cái phim của châu Âu hồi đúng rồi ạ, những phim hiệp sĩ ạ. Đúng rồi. Cái này là từ thế kỷ 15 cho tới bây giờ. Áo giáp của kỵ binh người Anh. Tiền không á, họ chỉ ngồi trên ngựa chiến đấu thôi ạ. Cái bộ giáp này nó nặng 28 kg. Trời ơi, làm sao mà đi được ta? Còn cái kiếm này là 8 kg ạ.
Và bên này là cái kiếm của Đức, họ chế ra để phá bộ giáp bên này của người Anh. Wow, ghê vậy. Từ cây này để phá bộ giáp này. Đúng rồi. Bộ phá như thế nào ta? Cái kiếm đó nó nặng tới 11kg và cao 1m7. Họ gọi là kiếm hai tay cầm, tại vì họ phải cầm bằng hai tay. Cũng mặc giáp như thế này, ngồi trên ngựa và hai bên đánh với nhau. Họ cầm kiếm to, họ quật vào những cái bộ giáp như thế này sẽ làm cho nó bung chốt và những cái lá xếp ở trên này ra. Có nghĩa là phá bộ giáp. Đập cho kỵ binh này rớt xuống ngựa rồi, sau đó bộ binh là chạy bộ ở dưới đó, họ sẽ tràn lên. Sử dụng những cái kiếm nhọn hơn tìm khe hở để giết được ông kỵ binh này. Có nghĩa là kỵ binh ngồi trên ngựa chỉ là phá giáp của nhau thôi. Trước đó thì kỵ 15, 16 thì mặc như này. Nhưng mà sau này đánh nhau đây là lý do mà họ thua trận nên họ không mặc thế này nữa. Càng về sau họ sẽ chế ra những cái giáp hai mảnh như thế này. Trên phần ngực và phần lưng sau của mình thôi. Cái này là của Pháp thế kỷ 19. Và em thấy cái vết lõm lõm đấy không ạ? Lúc mà cái súng ấy, ngày xưa cái súng kíp của Việt Nam mình ấy, giống cái súng mình như thế. Và viên đạn nó sẽ tròn như viên bi, bắn vào sẽ bị lõm như thế. Đấy là dấu tích của nó từ thế kỷ 19 cho tới bây giờ luôn. Tức là sẽ bắn không xuyên qua được, nó chỉ là lõm vô thôi. Ồ, vậy là áo này chống đạn được luôn, ghê vậy. Nhưng mà đồ đạn bây giờ bắn thì xuyên mấy áo giáp này luôn, chứ không phải một cái như thế này đâu. Và trong này rất là đặc biệt và nhiều người bạn nhỏ thích thú với những cái bộ giáp như này. Đúng rồi, mình thích. Đây là giáp của người Nhật thời kỳ Samurai đấy ạ. Đẹp quá. Shogun, Samurai. Samurai đứng ở giữa này ạ. Còn hai ông đứng hai bên này là Shogun. Shogun là... Mà rất nhiều người họ không biết Shogun là ai. Tại vì Shogun họ ít tham gia chiến đấu hơn. Shogun thực ra là lãnh chúa, là tướng quân đấy ạ. Là cấp trên. Còn Samurai này mình nghe nhiều vì họ đóng phim với lại đánh nhau nhiều. Nhưng thực ra Samurai chỉ là thuộc hạ thôi. Và họ đánh nhau là để bảo vệ cho Shogun này đấy ạ. Và thường những người Shogun và Samurai đều có hai thân kiếm, thân dài và thân ngắn này đấy ạ. Shogun mặc và có một cây ngắn hơn, họ sẽ dùng để chặt đứt tự sát khi họ thua kẻ thù. Cái cây nhỏ, cây nhỏ, cây ngắn ngắn đấy ạ. Khi mà thua trận thì họ trở về và làm lễ rạch bụng tự sát. Tinh thần võ sĩ đạo của họ rất là cao. Nãy giờ là chúng ta đi là thời kỳ cổ đại và trung đại rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một thời kỳ khác, đó là thời kỳ cận đại. Được chưa anh ông? Dạ. Thoải mái. Nhưng mà nhìn rất là tây, rất là đẹp. Cô này nữa. Đây là khu 2, khu trưng bày vũ khí và quân phục của thời cận đại thế kỷ 18-19 ạ. Wow, cho đây có nhiều súng quá nè. Dạ, có súng đẹp quá luôn. Đây là những khẩu súng trường ạ. Súng này chỉ dùng cho săn bắn thôi. Súng săn mà có cái nòng lên cò cũng đẹp nữa. Đúng là mỗi khẩu súng là tác phẩm ha. Ở phía đây có hai khẩu súng mà ông chủ đã đấu giá ở nước ngoài và mang về đây ạ. Hai khẩu được nằm trên kệ nè. Khẩu phía bên đây là 398 năm trên thân và bán súng được khảm bằng ngà voi. Cả hai khẩu súng đó đều là súng săn của quý tộc và đều do Đức sản xuất. Đúng là quý tộc ngày xưa chơi cái gì cũng lạ. Nó bắn chim thôi mà. Mình tự hỏi con chim mà hỏi ông bắn bự cỡ nào. Dạ, còn phía sau lưng của hai anh đó có hai khẩu súng, đó là súng Epigon sử dụng đạn chùm ạ. Cái nòng nó to. Đẹp chưa? À, là bắn tia, bắn chùm. Bắn tia ra từ 5 tới 7 viên. Lần đầu tiên thấy biết được cái vụ mà bắn 5 tới 7 viên á. Là kiểu như đặt nguyên tiểu đội trước mặt mình rồi bắn một phát là chờ xiên nguyên tiểu đội luôn. Dạ. Có một khẩu súng mà trên thế giới chỉ còn lại hai cây thôi ạ. Một khẩu dài thứ hai từ trên đếm xuống ạ. Một khẩu đang bảo tàng Anh và một khẩu ở bảo tàng mình. Ồ, cái đó là của Hà Lan. Dạ. Được sản xuất năm 1851 ạ. Ủa mà tại sao chỉ còn hai cây? Dạ, vì thời đó sản xuất số lượng ít cho nên bây giờ chỉ còn lại hai cây. Với thiết kế là ở phía dưới nòng súng này mình có một cái lưỡi lê được đập lại ạ. Khi nào cần thì mình sẽ bật nó ra để đâm ạ. Còn phía sau đó có cái tay cầm có tác dụng là nhằm cố định chắc chắn và tạo một cái lực khi mà chúng ta đâm. À, cầm cái này đâm. Dạ. Một trận chi. Leo lên ngựa không? Hả? Ngựa không? Cái gì? Cưỡi ngựa không? Chỉ anh chưa mới lên nổi thôi. Gì vậy? À, con ngựa của anh nó cao cỡ này. Ây da. Trời ơi. Đây là giống ngựa Ả Rập. Hiện tại thì giống ngựa này đang dùng để tuần tra cung điện và bảo vệ nữ hoàng bên Anh luôn ạ. Wow. Ôi, cái súng kìa. Rồi, lính Anh hả? Đủ quá luôn à, đủ các nước luôn à. Chào chú. Đây là khu cuối cùng rồi đó. Đây là khu 3, khu cuối cùng. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Chiếc hạm này của Úc từ sĩ quan cho tới lính 645 người. Ngày 19 tháng 11 năm 1941 đệ nhị thế chiến bị tàu ngầm của Đức đánh chìm, chết 644 người, còn một người sống. Sóng nổi trên mặt nước, thủy triều nó trôi, không biết xác chiếc hạm nằm đâu. Từ năm 1941 đến năm 2008 mới tìm được xác chiếc hạm này cách Ấn Độ Dương 2 cây số. Tìm được nhưng không vớt được. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, chỗ đó quá sâu.
gần 70 năm mới tìm được xác Việt Nam này. Trời ơi. Phán lực bay trên cao không có không khí, phi công mang cái này để thở. Phi công bay chiến đấu phải mang theo cái này. Không mang theo cái này, phi công không bay chiến đấu. Cái này không dính vào bộ đồ, nó rời ra ngoài, mình mang vào mình gài lại thôi. Lên phi cơ gắn hết toàn bộ, bay lên rồi bắt đầu chiến đấu mới bấm nút. Không khí sẽ bơm vào đây, ôm siết cứng cái bụng lại, ôm siết cứng cái này lại cho máu lưu thông chậm. Để chi? Rút phi cơ chiến đấu là phi cơ lộn. Nhờ cái này ôm cứng cái bụng, ruột mình không lên xuống, đồ ăn trong bao tử không có trào ra. Còn máu dưới này lưu thông chậm, không dồn lên đây, không có chóng mặt, phi công mới bay chiến đấu được. Đại liên Maxim của Nga. Maxim tên của một người Mỹ. Ông này sáng chế ra cái súng này, nhưng không sử dụng, bán bản quyền cho anh. Anh không sử dụng, bán bản quyền cho Nga, mới có tên là Maxim. Cây này sản xuất năm 1910, dùng cho Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, nội chiến Nga Hoàng và trận Điện Biên Phủ. Việt Nam có sử dụng cây súng này. Nhưng súng này phải giải nhiệt nòng bằng nước, đổ nước vô cái bầu này để giải nhiệt cái nòng. Nếu không có nước, bắn một thùng đạn, nòng đỏ rồi không bắn được nữa. Thế chiến thứ hai, Đức đánh với Nga. Đức biết Nga dùng súng có nước, tất cả những vũng nước Đức chiếm hết. Nga xuống lấy nước là phải chết. Nga bắn riết trong bầu này sôi cạn nước, không còn nước để giải nhiệt nồng. Sau cùng phải nhờ đến lính tiểu vào cái ca, dùng nước tiểu đổ vào cái bầu này để giải nhiệt nồng. Bắn đạn nếu không có nước, cây súng này không sử dụng được. Cây này Thế chiến thứ hai, đồng minh gọi cây súng này là máy cưa xương của Hitler. Vì súng này bắn tốc độ quá nhanh, 1.200 viên đến 1.500 viên trong một phút. Tích tắc một giây đồng hồ, 25 đến 30 viên bay ra khỏi nòng. Muốn biết cây súng này, giờ mướn bộ phim Giải Cứu Binh Nhì ra anh coi cây súng này. Mỹ chết trong bãi biển gốc đi của Pháp, gần 4.000 người về cái súng này. Là trong phim đó là cái súng này mà giải cứu ổng đúng không? Thì cái phòng này chủ yếu là để cho khách tham quan có một cái trải nghiệm thú vị, đó chính là mặc lên người những cái trang phục của quân đội xưa, để coi như là có những cái tấm ảnh để làm lưu niệm đúng không ạ? Đúng rồi, chứ bán đồ bán quà lưu niệm. Chỗ này có thể nói thêm một chút xíu về giám đốc, cái người đã sáng lập ra cái bảo tàng này. Ông là một nhà sưu tầm gia có tiếng trên thế giới luôn. Tất cả những cái món đồ của ông hiện tại vẫn đang có một số rải rác tại các bảo tàng ở trên thế giới. Wow. Và lý do mà ông chọn Việt Nam và đặc biệt là Vũng Tàu về để thành lập cái bảo tàng đó vì là ông đã cưới một cô vợ người Vũng Tàu, cho nên là ông đã về đây để sinh sống và lập ra cái bảo tàng để muốn giới thiệu những cái bảo vật mà mình đã sưu tầm được cho nhiều người biết được hơn. Nhưng mà thực ra là dễ mà coi như là có thể trưng bày mà rất là khó luôn á, mà đặc biệt là tư nhân nữa. Cả gia tài. Hình như là ông dành 4-5 năm đầu tiên là để có cái thời gian để được vận chuyển đem về tới Việt Nam. Đúng rồi. Đã mất rất là nhiều các khâu, rất là khó khăn để về. Đúng rồi, phải kiểm tra mà. Và mỗi một cái khu vực như vậy á là đều có những câu chuyện và sẽ được những người hướng dẫn viên họ kể cho nghe những câu chuyện đó. Thông qua đó chúng ta học được những bài học về lịch sử rất là thú vị. Hiện đại đâu? Còn đại là về sau này là cái thứ hai đó. Thế giới thứ hai là nhất. Sau thế giới thứ hai là đã hiện đại đó. Mới là chứ còn những dòng vũ khí hiện đại như là bây giờ như laser. Như bây giờ thì đâu còn gọi là sưu tầm nữa. Bây giờ bấm nút không ạ? Đang sử dụng mà. Bây giờ bấm nút không anh ơi? Bấm nút hả? Sưu tầm mấy cái nút. Ok, câu chuyện của tôi tới đây là hết. Quá hay, quá hấp dẫn. Cái quan trọng là em muốn được gặp cái bác mà hồi nãy Thuyết Minh. Quá hay, trời ơi, kể chuyện mình hấp dẫn, thu hút. Thôi bây giờ mình cứ bình chọn đi. Cứ bình chọn đi, đầu tiên chết sẽ rồi, là hai số đồ hay hết làm sao ta. Đầu tiên sẽ là chuyến đi của anh Thiên Vương. Để cho anh ngược kính. 1, 2, 3. Không, tại vì tôi rất là mê nghệ thuật. Tại vì thật ra riêng hội họa và múa đó là hai cái bộ môn nghệ thuật mà mình phải có kiến thức mình mới xem được. Đúng đúng như nội tâm của anh là mọi người nhìn một góc đó. Đó, rõ ràng. Cái đó là hay. Bây giờ mình sẽ bình chọn chuyến đi của Bezo, bảo tàng.
Vũ khí. 1, 2, 3. Em cũng phải. Dạ rồi, vậy giờ sao vậy? Tôi nghĩ là hôm nay là nên cái huy chương này nên trao cho cả hai người. Thôi, đâu đâu mình phải có một cái số nào đó mà tại vì cả hai thánh tử đều xuất sắc hết, mình phải làm như vậy mới ủng hộ tinh thần của cả hai. Ok, đồng giải. Chúc mừng anh Thanh Hương. Chụm đầu vô, chụm đầu vô. Trở thành thánh tử. Anh Hương trước, anh lùn nè. Chụm hai cái đầu vô. Rồi, tiếp luôn. Chụm đầu vô. Ừ. Yeah. Anh đừng có chạy với nhám vô mặt em nữa chứ. Rồi thôi nha, hai thanh tử chỉ ổn định chứ hả? Tại vì Sĩ Thanh còn rất là nhiều thư khán giả gửi về chương trình. Oh, đó, mọi người cứ bình tĩnh. Xin chào các thanh tử vui nhộn, mình là Trần Mạnh Hải, 28 tuổi. Hiện làm việc ở Tây Ninh, mình đang tính đầu tư nuôi cá sấu ở quê để khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng vợ mình cản, nói cá sấu không có nhiều công dụng, khó bán. Mình nói thì vợ mình không nghe. Mình muốn nhờ các thám tử tìm hiểu giúp mình cá sấu có những công dụng gì để làm bằng chứng cho vợ mình chịu nghe. Trời ơi, hết cá sao chọn cá sấu. Trời, cá sấu hả? Rồi tiếp đi, còn cái nữa đi, còn cái nữa đi. Ba một nhiệm vụ nữa, sẽ là một nhiệm vụ bí mật. Thôi thôi, rồi vậy là lời gì đây ha? Cái gì vô cá sấu anh không có nhận đâu. Ủa giời ơi, sợ thấy cá sấu ăn thịt như là sắp tới là bà Bảo phải đi công tác xa rồi cho nên lúc rồi không có nhận nữa đâu. Tôi đang đau quá, thông cảm đi con. Cá sấu là gì vậy? Tôi không biết. Cá sấu đi ra đi. Cá sấu đi ra đi. Thôi được rồi, con tôi bị sớm á. Không, nghĩa người. Bây giờ ai chưa đi, cho đi đi. Tội nghiệp người ta. Biết rồi, Lincoln. Không, Lincoln cái gì? Lincoln là muốn ăn tươi nuốt sống con cá sấu. Chứ giờ sao ai đi? Tôi để cho những người mà nhát nhất ra là mày. Mày, đúng rồi. Mày, mày. Mày ơi, hy vọng là lần sau chuyến đi hành trình sau mày hãy gặp những chú cá sấu và tìm hiểu cho anh Mạnh Hải. Nha mày nha. Mày yên tâm nha, cá sấu là cá nó xấu thôi, nó xấu thôi, nó xấu thôi chứ phải con cá sấu mình thấy đâu nha mày nha. Con cá sấu thì mình cứ nhảy lên bờ mới nhé. Đúng rồi. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình du lịch kỳ thu đến đây cũng hết thời lượng phát sóng rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư cho Sĩ Thanh cũng như những nhiệm vụ giao cho các thám tử. Và đừng quên bật H47 vào lúc 22 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần để đón xem du lịch kỳ thu nhé. Cảm ơn các bạn, chúng tôi có một kênh YouTube trên đài MCV Media với những chương trình rất hấp dẫn và đặc biệt là du lịch kỳ thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah!